chào cô Xuân. À, chúng tôi về. Dạ. Xin hẹn gặp lại cô lần sau ha. Dạ. Dạ chào cô. Dạ, hẹn dạ. gặp cô lần sau nha cô Xuân. Dạ. 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 À, xin cảm ơn các anh chị. Chúc thuận lợi bình an. À cô gì đó ơi. Anh gọi em phải không? Phải phải. Có chuyện gì không anh? Cô có phải là người ở đây không vậy? Dạ đúng rồi. Xuân sinh ra và lớn lên ở xứ biển Kiên Giang. À cô tên là Xuân. Dạ. À cô tên Xuân hèn chi. Hèn chi sao anh? Nhìn cô dịu dàng đầm thắm, tôi cứ ngỡ đó qua hải đường nở tươi giữa bình minh trên biển cát Kiên Lương vậy. anh khéo cười em, chứ em là con gái miệt biển đâu bằng ai. Tại Xuân khiêm tốn đó thôi, chứ tôi thấy anh thấy sao? Cô gái nào ở đây cũng đều duyên dáng, dùng đất cuối trời quyến khách, với bao cảnh đẹp thật là nên thơ, mới một lần đến đã thấy yêu rồi. Anh yêu gì? Yêu biển hay yêu ai? Anh yêu tình đất tình người Kiên Giang. Điều gì dù anh tưởng chừng tiếng đàn xưa của chàng tập sanh đã cứu nàng công chúa thở nào mà tớ lòng còn trung mãi ngàn sao. Thôi đi anh ơi, xin anh đừng có ngó hình, trong khi anh vừa mới đến chưa biết cảnh quen người quê em, vậy phút thoáng qua chưa trọn nghi cạn lời. Nói thiệt với Xuân ngang, một thời Tân đã hiểu Kiên Giang. Anh Tân là khách du lịch từ xa mới đến. Anh đã hiểu gì về miền biển quê em? Thấy em thật tình, anh chẳng giấu gì em. Chính anh là công nhân, vừa hoàn thành công trình lấn biển Kiên Giang, được xí nghiệp cho tham quan xứ biển Hà Tiên này nè. Vậy hả? Vậy thì em cũng chẳng giấu gì anh Tân. Em chính là hướng dẫn viên ngành du lịch, mới tiễn khách về, giờ trở lại công ty. Hãy đến quê em, trước vui cùng biển, rồi sẽ theo em thăm cảnh đẹp hữu tình. Tân nói thiệt với Xuân nghe, Tân thì rất muốn theo Xuân, nhưng không biết Xuân có thật tình cho theo không đấy. Em sẵn sàng mời anh, nếu anh cần em hướng dẫn. Kiên Giang thì lắm cảnh hữu tình, nhưng anh chỉ cần em đưa anh về một nơi. Xuân nói là Xuân sẵn sàng, anh muốn đến nơi nào anh cứ nói. Anh chỉ muốn em cùng anh đến một nơi mà hai đứa mình là hai kẻ đồng hành, không bao giờ rời rạc. Anh muốn vậy, sao anh không đưa chị đi theo cho khỏi cô đơn trống trải? Xuân, Hà Tân là con một trong gia đình, làm gì mà có chị? Bà xã của anh đó. Anh có làm chủ tịch xã hội nào đâu mà bà xã. Không phải, ý em nói là vợ anh đó. Nếu có vợ thì ai lại đi dạo một mình, hơn nữa là một công nhân. Nên mình tân đơn chi trong đời, trăng đêm gối đơn lẻ loài u buồn, mình anh với anh tâm tình. Thôi thì xuân sinh chúc
lời chúc ấy thốt ra từ tiếng nói con tim của người bạn tốt, cùng thắp sáng ngọn lửa tình yêu cho đôi lứa nên tình. Nhưng rất tiếc anh không là thi nhân nên hoa xuân không cắm ở lọ sứ hồn mình. Cô Xuân à. Gì đó anh Tân? Hai hòn đá đằng kia giống y như hai người thân thiết bên nhau. Đó là hòn phụ tử. Hòn phụ tử? Dạ. Theo truyền thuyết kể rằng, xem tiếp đi nghe không?
Lão Hổ Ly Sơn Sông Cước Quyền. Lão Hổ Ly Sơn Sông Cước Quyền. À, không, đây sai rồi. Đây là thế này nè, con đá lại đi. Vậy nè, đó. Lại hả cha? À. Dạ. Lão Hổ Ly Sơn Sông Cước Quyền. Được lắm, tốt rồi đó. Con cố gắng tập cho nhuần nhuyễn hai cái thế quyền với gia truyền này, cùng với các đường rơi quyền mà cha đã dạy cho con từ trước nay, nghe không? Thưa cha. Gì vậy? Sao con không tập tiếp đi? Con chuyện gì đó phải không? Cha, sao cha không cho con đi biển cùng bầu bạn để kiếm sống, mà lại bắt con luyện võ, học quyền hoài vậy hả cha? Luyện quyền học võ là để rèn luyện sức khỏe khi gặp lúc nguy cơ, chẳng những bảo vệ được thân ta mà còn bảo vệ cho quê hương nòi giống mà trong những khi gặp cảnh lâm nạn. Tuổi trẻ thanh niên là đứng mày râu, cần phải nêu cao nòi giống tiếng rồng. Đã bao đời ông cha ta dẹp chặt bảo vệ quê hương giữ con bờ, sống trong yên vui cũng phải đề phòng gặp khi cần thiết. Tốt lắm. Ủa, anh Hào. Chào chào bác. À, chào cháu. Nè, hôm nay không đi biển sao? Không đi, nên mới đến đây rủ chú mày chạy bộ nè. Hai đứa ở đây trò chuyện nha, luyện rèn thân thể nha. Còn bác cũng nên chạy bộ cho giãn gân giãn cốt chứ. Luyện rèn thân thể sẽ cho mình sức khỏe, bác cũng thích lắm nha. Nhưng mà bác còn phải đi vào rừng tìm kiếm thuốc về trị bệnh giúp cho bà con cô bác trong lúc thiếu thầy thuốc này đó nghe cháu. Cũng phải, vậy cháu không dám cản bác. Bác đi cẩn thận nha bác. Cảm ơn cháu. À Dũng à. Dạ. Cơm cha đã nấu sẵn, lát nữa con về ăn đừng có đợi cha. Dạ. Nè, coi bộ bác hai thương chú mày dữ nha. Anh biết không, từ ngày má tôi mất, cha tôi lo cho tôi đủ thứ hết trơn á. Hiện tại có người lo cho chú mày còn hơn cả bác hai nữa kìa. Anh đùa hoài, làm gì có ai lại lo cho tôi chứ. Tao nói có. Bấy lâu nay cô ấy luôn đẩy chờ đông, bởi vì còn e thẹn nên nhớ thương một mình. Một mình ôm nhớ thương, yêu chú mày chẳng sai. Cớ sao anh lại biết cô ấy để ý tôi? Tại vì mấy lần chạy thể dục á, gặp cô ấy hẹn nhìn ngọt, má ửng hồng tươi duyên, nhìn chú mày đá lắm nhau. Nghe nè, cọp gì đó. Thôi, đừng ở đó mà đoán mò nữa. Chúng ta chạy vòng đi. Chạy tới chỗ đó phải không? Vậy chứ anh tưởng tôi chạy ở chỗ nào? Làm bộ hoài. Chạy tới đó đi. Ý. Chị thấy gì không? Bình minh trên sóng biển đẹp lắm em à. Và chị có nghe gì không? Sóng biển rì rào. Sao không bảo là nhạc khúc tình yêu? Em giàu tưởng tượng quá đi thôi. Chị xem nè.
chỉ là ta phải giá xong tấm lưới kia để bầu bạn kịp ra khơi đánh bắt cá tôm lo cuộc sống cho mình. Tưởng đâu em chỉ biết mơ biết mộng, nào ngờ. Kìa, hai tiên nữ. Ta chào hai nàng. Hai nàng từ đâu hạ giới xuống trần? Tội lỗi gì phải nhọc nhằn giá lưới vậy? Xin chớ quá lời như vậy. Chị em tôi nào phải tiên Nga mà ông lại trêu chọc, bởi chúng tôi là ngư dân chất phác. Nhưng đối với ta, hai nàng là tiên Nga giáng thế, sắc nước hương trời. Đã lạc vào hồn ta, tha thiết không rời một dáng hình kiều diễm. Mới gặp gỡ lần đầu tiên, tim ta đã rạng rào ước mơ. Tình ái thì ta sẽ trở thành hỷ quái.
Hãy đến đây. Đừng mà. Đến đây, người đẹp của lòng ta. Cứu tôi à. Thả cô ấy ra. Quang đường. Người lấy tư cách gì bố ta chứ? Nè, nếu biết không, hãy giao con nhỏ đó lại cho ta. Giao lại cho ta. Mặt ngược lại thì tất cả chúng bay và nơi đây sẽ tan tành như cho bụi. Tranh con, mày muốn chết hay sao mà dám chống đối với thị dương? Ta chẳng phải thạch sanh gì nè công chúa, nhưng quyết chém đầu chặt để cứu quả cho lương dân được sống vui trong cảnh yên bình, không cho phép chúng bay lộng hành quấy nhiễu dương gian. Đang đọc thần chú trừ loài thị dữ. Kìa, em thấy gì không? Thấy gì chứ? Anh mới đọc có mấy câu là bọn yêu tinh chạy có cờ rồi. Em không thấy sao? Anh giỏi thiệt ha. Tất cả làng trên xóm dưới, cô gái nào cũng đều nói như vậy hết á. Anh biết anh giỏi nhất là gì không? Là gì vậy em? Không biết hả? Không biết. Là xạo đó. Đúng vậy đó. Ý, anh Hào, Thủy Dữ đâu rồi? Hắn biến mất rồi. Tôi đưa dịu dàng về cho cha tôi chữa trị. Anh và chị Dương ở đây lo giá lưới đi. Và trong nhà giùm cho dịu dàng nha. Ừ.
Dương à. Hoa Dương. Dạ. Anh nói gì thì nói đi. Em còn nhớ không? Nhớ gì vậy anh? Chuyện hai đứa mình Chuyện hai đứa mình. Quỷ anh nè. Tại người ta sợ chứ bộ. Nó có phải nợ trời xui khiến, cho nên khi Dương ôm Hào vào lòng á thì... Thì sao vậy? Thì tim đau nhức, nghe như bức rứt. Lòng anh đây thổn thức, yêu ba thiết. Ai kia có biết anh đang yêu gia chiến. Nghe anh nói, em đây không hiểu là sao hỡi anh Hào. Đúng vậy. Đừng không cái nói yêu người ta. Hoa Dương. Phải chăng duyên nợ trước chờ, nên khi mới gặp đã mơ giờ chồng. Hoa Dương. Em nguyện yêu thương chàng thiết tha, bao nhớ thương anh khắc ghi trong lòng. Tình đã trao vàng em luôn dành tuổi trong. Dù có xa nhau em đi luôn mong đợi, như hoài nhớ bài duyên ban đầu đã trao. Yêu nàng anh không màng khác, chỉ mong sao bán sông thương chung thuyền. Mình mãi muôn đời không đổi dời thủy chung. Cùng với em yêu luôn hát câu xuân hiệp. Trọn đời khắc ghi bóng hình nàng. Thì tìm về lối mộng tình. Mấy ai yêu mà không người yêu chung thủy với mình. Anh hiểu lắm em ơi, nắng yêu chẳng thật. Xin em chớ nghi ngờ lòng giả của anh. Ai mà thấy
dịu dàng. Chiều nay đôi mình hát khúc ca dao, ngày hôm ta đã trao lời yêu thương. Chiều nay đôi mình hát khúc ca dao, ngày hôm ta đã trao nhau lời trọng thương. Dạ thưa phu dương, trọng lệnh thi dương con dạo mát ở bờ biển, con bị một tên ngư dân đánh con trọng thương, phải bỏ con để đau quá phu dương. Thằng nào to gan đến thế? Như vậy là nó xem thường thủy dương ta. Đáng chết mà. Đúng, chúng nó đáng chết. Con đau quá, Hùng Dương ơi. Quý Giàng, dạ. Con có phép mà tại sao tệ vậy con? Dạ. Nhưng mà chúng nó có sức mạnh của trái tim nhân nghĩa đó, Hùng Dương. Trái tim nhân nghĩa? Dạ. Dạ. Trái tim nhân nghĩa thì làm sao chế được cái ác? Khi ta định gặp trả thù. Thưa Hùng Dương, trả thù hả Hùng Dương? Đúng. Cha phải trả thù bọn ngư dân kia, cho chúng biết thế nào là thủy dữ. Phải, ta sẽ bắt bọn chúng đem về để cho con mòi gan buông mau. Bắt nó về cho con đi phụ dương, nó đánh con. Ngài dám chống lại thủy dương chắc là không còn buông sâu. Đúng vậy, quay lực thủy dương mấy ai bị. Cha ơi đừng nên tha thứ. Con cứ an tâm mà lo an dưỡng bệnh tình. Cha nhất thiết sẽ trả thù. Kẻ nào dám chống lại với ta? Đúng vậy đó. Nay tất cả quý dữ đồng yêu, cùng ta lập tức lên bờ để sang bằng bắt hết bọn cư dân. Cha, bệnh tình của cô ấy như thế nào rồi hả con? Dạ, cô ấy vẫn nằm thiêm thiếp trên giường cả đêm, không hay biết gì hết cha. Cô ấy vì quá hoảng sợ nên bị ức chế thần kinh tim. Hả? Có nặng lắm không cha? Có sao không hả cha? Ừ. Làm gì mà con quýnh lên vậy? Dạ, tại con tội nghiệp cô ấy thôi mà. Cũng phải. Đồng loại ai lại không thương phải không con? Dạ. Nhưng đã thương thì phải thương cho trót đó nghe. Ý con là vậy đó cha. Cha biết. Cha biết. Cha biết cái gì hả cha? Cha biết ý con là vậy đó. Cho nên suốt đêm con cứ lo sắc thuốc
và đêm trắng đêm mơ màng. Thương xót thương cho nàng, cho nàng yêu mến yêu, gợi bao điều khát khao. Còn với ai không hẹn, sao đêm nay chẳng đêm tương cùng. Nghe tiếng ta thân tình, bên yêu nghe hồn dân dương. Nhìn ai suốt đêm êm lềm, lòng con xót xa gì đâu. Con ơi mối sầu dương gì tớ thương đà cuốn rối nên nỗi tương tự nỗi sợi tơ. Sinh dưỡng đạo đức để trường tồn hạnh phúc. Phải đó con, dũng mà. Sông có khúc người thì có lúc chết rồi chạy bay. Phổ bó thắm tình, hạnh phúc dở tan là sâu nghĩa nặng. Cha chẳng chăm con yêu thương hò hẹn, những khi cho bạn lòng phải giữ vẹn thủy chung. Cha, thân con đang mang dòng máu của cha, dòng máu hiền hòa chung thủy đang luân lưu trong cơ thể, không một chút bận nhơ, thì làm gì có gian dối trong tình nghĩa hả cha? Dũng ơi, con nói được như vậy cha vui lắm đó Dũng mà. Kìa, có gì mà khiến cha vui dữ vậy cha? Sanh con há dễ sanh lòng. Cha nói vậy có nghĩa là khi nghe con nói cái câu nhân ái thủy chung phát ra từ một con tim đạo nghĩa mới hay con đã trưởng thành trong ý thức của cha. Hộ phủ sanh hộ tử phải không cha? Thằng cha mày em nói. Cha ơi, có chuyện gì nữa đây? Con đang lo cho cô ấy phải không? Cha thiệt giỏi à nha. Cha sao không hiểu ý con? Để cha xem ha. Dịu dàng bất động. Dịu dàng có sao không hả cha? Gì cha? Nguy lắm rồi. Nguy lắm hả cha? Con
có mệnh hệ gì không hả cha? Dịu dàng có sao không hả cha? Nguy lắm rồi con ơi. Trời ơi, chứ bây giờ làm sao bây giờ hả cha? Nguy là cha phải lánh mặt thôi. Cha phải lánh mặt thôi, nguy lắm rồi. Cha. Trời ơi, bây giờ nguy lắm. Không lẽ Dịu Dàng ơi, em không thể chết. Em đừng bỏ anh nghe Dịu Dàng. Em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không? Dù chưa một lần bày tỏ, nhưng tim anh đã in đậm bóng hình của em từ buổi đầu gặp gỡ. Dịu Dàng, Em nỡ bỏ anh thiệt sao hả Dịu Dàng? Dịu Dàng ơi, anh yêu em. Dịu Dàng, em tỉnh rồi hả? Anh mừng quá à. Trong mơ màng, em đã nghe tất cả những gì anh nói. Nhưng anh ơi, gì đó Dịu Dàng? Anh nắm tay em. Xin lỗi, vì anh quá mừng khi thấy em tỉnh lại. Có thiệt mừng không đó? Anh xin thề đó. Anh làm cho người ta thật khó xử à. Chuyện gì mà khó xử vậy hả Dịu Dàng? Còn chuyện gì ngoài con tim nữa chứ? Con tim của em sao? Nó đang bối rối. Bối rối vì tình cảm của ai đó đã dành cho em. Vì thế nên em đã tự hỏi em đây, có phải chăng là yêu mến ai đậm đà mà ngại ngùng không dám thốt ra, thế nên giấc mơ đêm rồi mình chập chờn mong ai mà cũng không bao giờ rời ra, mình sánh bước bên nhau cho trọn bàn tương phùng. Tiếng nhát lòng đẹp.
dung. Dịu dàng. Em. Ý, kìa, anh Dũng. Chi đó dịu dàng? Anh có thấy gì không? À, anh có thấy gì đâu. Trời ơi, vậy mà cũng không nhìn thấy nữa. Nè, anh nhìn kỹ theo ngón tay của em nè. Nè nghe, đó đó, anh thấy gì chưa? À, vậy là anh đã nhìn thấy rồi. Anh thấy rồi hả? Mà anh thấy gì? Có phải ngón tay của em không? Đâu phải ngón tay của em. Vậy chứ cái gì? Nè, thấy không? Trăng đêm nay đẹp quá. Nhưng không làm mờ ánh mắt của giai nhân. Nhưng Dũng ơi, sao lòng em mãi lo nghĩ bâng khuâng? Em lo nghĩ chuyện gì? Em lo nghĩ là một ngày nào đó chuyện của đôi ta phải đành cam chia biệt. Xem lại nghĩ vậy, dịu dàng, trong khi tình yêu của hai ta không thể nào cách xa được. Dũng ơi, linh cảm của em dường như báo trước sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến cho đôi ta. Dịu dàng, em nói như vậy có nghĩa là... Nghĩa là từ lâu mối tình đầu thiết tha của người con gái. Nhưng sợ rồi đây tan điền quá ra thương hại, gây cảnh dở dang như chức nữ ưu lan không tròn ước mong ban đầu.
gì nữa. Không biết chị có bớt bệnh hay chưa. Mình lo cho chị ấy quá. Con vậy mà nhát ghê vậy đó ha. Anh á, anh kỳ quá à. Gì đâu mà kỳ. Anh nói á, về bên nhà một lát thôi, nhưng mãi cho đến bây giờ anh mới tới. Vậy á mà anh còn vò hù nhát em, khiến rung lên muôn đứt tim đây nè. Anh kỳ quá à. Em giận hờn cho coi. Đừng có giận chi cho mà kỳ cục quá vậy. Anh cũng biết là em yếu tim mà. Nếu lỡ em đứng tim em chết tại đây thì sao chứ. À thì anh có vợ khác chứ làm sao. Hả anh? Ủa mà không phải, không phải. Anh sẽ khóc chứ làm sao. Giá lại anh còn ở giá nữa đó. Thôi đi, em không có biết đâu. Hồi nãy giờ bắt người ta ở đây có một mình hả. Buồn muốn chết vậy đó. Anh biết, anh biết em ở đây có một mình hả, nên anh mới vội vã ba chân bốn cẳng chạy một mạch lại gặp em để... Để hù dọa cho người ta sợ chơi chứ gì. Không phải như vậy đâu Hoa Dương à. Anh định đến đây để trò chuyện cho em vui, trong khi chờ đợi chị Diêu Vàng về đó mà. Có chuyện gì vui đâu mà trò chuyện chứ. Có chứ sao không em. Anh nói chuyện vui hả? Nhưng mà chuyện gì hả? Bây giờ em hết giận anh chưa? Nếu như em hết giận thì anh sẽ nói chuyện cho em nghe. Thì tạm thời là em hết giận anh rồi đó. Hết giận là hết giận, chứ sao lại tạm thời. Nếu như vậy thì thôi anh sẽ không nói đâu. Ờ thôi mà. Thì thì em hết giận rồi đó. Nè, có chuyện gì vui đâu, anh nói đi, nói cho em nghe đi. Em khá lắm. Em dễ thương lắm đó. Cưới được người vợ như em, anh vô cùng hạnh phúc mà. Ai mà thèm ưng anh là nào đâu mà nói cưới người ta chứ. Vậy là em chê anh phải không? Không, không, không phải em chê. Mà em sợ. Em sợ gì? Em chỉ sợ cha mẹ của anh không có đồng ý em thôi. Kìa, Hoa Dương, sao bỗng nhiên em lại bi quan như vậy? Trong khi tình yêu của chúng ta đậm đà, tha thiết, và đã quyết cùng nhau dệt mộng ân tình. Bởi cha mẹ quanh vào sáng nơi làng biển con.
em tin tưởng nơi anh. Ừ, có vậy phải được không? Ê kìa, anh Hào, anh Hào ơi. Gì vậy Hoa Dương? Bà con của mình sao hôm nay tụ tập ra bãi biển đông dữ vậy hả anh? Mấy hôm nay biển lặng gió yên nên bà con kéo nhau ra biển vui mừng để ngày mai xuống thuyền ra khơi đánh cá đó em à. Vậy không ấy, bây giờ anh ở đây trông chừng giùm nhà chị dịu dàng nha. Chắc chắn thế nào chút nữa cái chị ấy về hả? Còn em định đi đâu? Còn em á, thì giờ đây phải ra đi tháp tùng với cô bác xem điện này có thần lặng trời sống em để chung vui mừng và về luôn kéo đi suốt ngày mê đời. Em nói đúng, thôi hãy đi cho lẹ để cùng bà con sẽ đi vui mừng. Anh ở đây trong rừng, em mãi nên yên lòng, cứ trở về kéo mẹ chờ trong sẽ bị rầy biết không. Cái anh này. Anh này sao? Biết lo cho người ta quá ha. Chứ sao? Mai mốt không biết có vậy không á. Bây giờ cũng vậy, mai mốt cũng vậy. Thiệt không đó? Em không tin anh sao? Em tin anh rồi đó. Thôi, em đi nha. Đấy, trời tốt quá, trời tốt quá. Đúng rồi, trời tốt lắm rồi. Như vậy là ngày mai mình có thể xuống thuyền ra khơi đánh cá được rồi. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Kìa, Hoa Dương, chị dịu dàng, chị đã hết bệnh rồi à. Cũng nhờ cha anh Dũng đã tận tình cứu chữa, cho nên chị đã thấy khỏe nhiều rồi. Còn em đi đâu đây? Mấy hôm nay biển lặng sóng êm, bà con ở làng biển mình vui mừng đổ xô đến đây nè, nên em cũng có ý hòa nhập vào niềm vui của họ. Em nói phải quá. Sẵn đây chúng ta hãy cùng với bà con tận hưởng niềm vui của làng biển. Kìa Hoa Dương, em thấy không? Nước biển trong một màu xanh biếc. Nuôi sống chúng ta thì chúng ta phải một lòng bảo vệ cho nước biển xanh muôn đời trường cửu. Chị đã hiểu ý của em rồi, em nói thật là phải lắm. Ê kìa, chị dịu dàng ơi. Hả? Tôi chết rồi. Chuyện gì vậy Hoa Dương? Bầu trời đang quang đãng bỗng xuất hiện một đám mây đen kìa. Hiện tượng gì mà kỳ lạ quá, xưa nay chị chưa từng thấy chuyện này mà. Ý chết, sóng to gió lớn bỗng dưng đổ ập vào bờ. Đâu cho thoát khỏi tay ta. Hôm nay tất cả làng chài của chúng bay đều phải chết. Tất cả thủy yêu. Hãy bảo vệ hết đám dân chài này có ta. Thì ra đây là tên thủy yêu hung ác đến đây để phá hoại sự yên tĩnh của làng chài chúng ta.
Phải, chính ta là Thủy Dương, chủ động yêu nơi đại biển. Hôm nay ta đến đây để bắt hết tất cả chúng bay đem về trị tội. Chúng tôi có tội gì chứ? Tội của chúng bay không thể nào dung tha. Dám đánh con trai yêu quý của ta trong khi nó đang dạo chơi trên biển, đã bị các người hiếp đáp hành hung. Ta thề dặn đổi trời chung. Con trai của ngươi ấy vào tà thuật, biến ra hình người bức hiếp gái tơ, cho nên chúng ta quyết lòng lỗi mình, đừng gây điều than quán cho sanh linh. Thôi, hãy im đi, cho nên lắm tiếng nhiều lời. Này ta đã đến đây rồi, quyết sang bằng làng biển của chúng bay, tất cả thủy yêu. Bắt tất cả đám dân chạy kia. Thủy quái bắt đi. Trời ơi, trời ơi, người ta đã cướp mất của tôi một hoa dương yêu quý. Hoa dương, hoa dương ơi, làm sao anh có thể sống trên đời Dịu Dàng đâu rồi con? Dạ Dịu Dàng đi về rồi cha. Nó mất bệnh chưa mà con để cho Dịu Dàng nó về một mình vậy hả? Dạ bớt nhiều rồi cha. Dịu Dàng không có sao hết cha. Vậy mà hồi nãy cha nói làm con sợ muốn đứng tim luôn vậy hả? Con lo sợ điều gì? Dạ con lo sợ. Có phải là con sợ mất người yêu hay không? Dạ cha nói kỳ quá à. Giữa con và Dịu Dàng chỉ có tình trong như đã, mặt ngoài còn e, phải không con? Dạ. Còn cha con gì nữa đây? Cha đã hiểu hết rồi. Bởi từ lâu cha nhận thấy con Dịu Dàng mặt mày đẹp xinh, thêm tánh nết nhu mì dễ thương, công việc nhà thật là đảm đương, quả xinh đáng hiền của con. Thì ra bao ngày cha đã lưu tâm để Dịu Dàng, giờ đây xin cố cất rằng
biết vẹn gìn thủy chung. Tốt, tốt lắm đó. Cha tán thành cuộc hôn nhân giữa con và Diệu Vàng. Dạ, con cảm ơn cha. Dũng ơi, Dũng, có chuẩn bị nhà không Dũng? Ờ. Dũng ơi, Dũng. Kìa, anh Hào, có chuyện gì mà anh vừa chạy vừa kêu réo ôm xòm vậy? Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao hả cháu Hào? Bác ơi, Dũng ơi, nguy to rồi, nguy to rồi. Cái chuyện gì mà nguy to vậy cháu? Nè, anh Hào, anh hãy bình tĩnh lại anh nói đi. Chuyện gì mà nguy to hả? Dũng ơi, vừa rồi có bọn thủy yêu từ dưới biển lên, đã bắt hết đi dân chung làng chài. Tôi trông thấy thật là xót xa nhưng chẳng biết làm sao, bởi chúng dùng phép bùa tà thuật bắt chỉ Diệu Vàng. Và trong số ấy có nàng tôi buông đó chính là Hoa Dương. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Diệu Vàng bị bắt đi, tôi luôn những ai bị. Tức thời, tôi phải ra đi để cứu nàng thoát khỏi lâm nguy cùng bà con thân thuộc. Con đi không được vì bọn thủy dương hung hăng ác độc có nhiều tà thuật. Chuyện này con hãy để cho cha. Cha sẽ xuống với động thủy yêu liều mình với chúng một phen để giải cứu cho những người lương dân nơi làng biển. Không được, cha không đi được đâu cha. Vì hiện nay tuổi cha đã già sức yếu, không thể xuống dưới đương đầu với bọn chúng được. Cha, con xin cha hãy để cho con đi. Hơn nữa, con là trai phải đứng ra gánh vác hết trọng trách này. Con sẽ xuống dưới diệt trừ loài thủy quái, đem lại sự ấm êm cho làng biển. Dạ phải đó bác. Dũng là một thanh niên khỏe mạnh, có võ nghệ, có ý chí kiên cường, lại thêm đa mưu túc trí. Xin bác hãy để cho Dũng cùng cháu đi giải cứu lương dân, diệt trừ loài thủy dữ. Cha ơi, con xin cha hãy để cho con đi giải cứu Diệu Vàng ngay cùng bà con trong làng chài của ta. Con đã quyết định thì cha đành chấp nhận. Vậy ta mau lên đường cứu nguy dân mình. Dân, con xin giả biệt cha. Cha xin phép bác đi. Bọn quỷ dữ, ta nhớ ra rồi. Ta cùng Hoa Dương và một số bà con của làng biển đã bị chúng dùng phép thuật bắt đi. Nhưng bây giờ những người ấy đang bị giam giữ nơi đâu? Còn sống hay đã chết? Cha mẹ ơi, cha mẹ có biết là hiện nay con đã bị bọn thủy yêu chúng nó bắt đi xuống chúng thủy động này, chắc con không được về để gặp lại mẹ cha. Tình duyên của đôi ta luôn vững bền, tươi đẹp mãi.
Anh Dũng. Anh Dũng. Dịu dàng ơi. Dịu dàng. Anh Dũng. Anh về hồi nào vậy? Anh vừa về tới. Vậy mà em tưởng đâu Hoa Dương xí gạt em chứ. Em biết không, thuyền đánh cá vừa cập bến là anh gặp Hoa Dương. Và anh nhắn em đến đây để... Để anh chi vậy anh? Để anh tặng cho em một món quà đặc biệt. Món quà đặc biệt? Nhưng đó là quà gì? Đâu, em đoán thử xem. À, có phải anh đã dành tặng cho em những loại tôm cá thật ngon hay không? Không phải đâu, mình là dân xứ biển mà em. Tôm cá bình thường thôi, chứ có gì đâu gọi là quà đặc biệt. Hay là lần này anh đã đánh bắt được ngọc trai? Ngọc trai thì hiếm thật, nhưng cũng không phải là món quà đặc biệt của anh đâu. Món quà này anh tặng cho em hôm nay, nó vừa đặc biệt lại vừa mang ý nghĩa nữa đó. Vừa đặc biệt lại mang nhiều ý nghĩa, vậy là món quà gì? Em chịu thua chưa? Rồi, em chịu thua anh đó. Vậy anh tặng em món quà gì? Món quà này. Hả? Một con Sam. Chí trời đất ơi, con Sam mà anh nói là món quà đặc biệt à? Phải rồi, con Sam này đối với chúng ta nó rất là đặc biệt, lại mang nhiều ý nghĩa nữa đó. Ý nghĩa gì chứ? Ý nghĩa là tình yêu của chúng ta từ nay sẽ khắng khít như thể đôi Sam, không rời xa nửa bước để cùng quyền bóng bên nhau. Dù có phải trải qua phong ba hay là bão táp, nguyện yêu nhau cho đến trọn đời. Dàng em, có phải chăng trời ban đến cho anh niềm hạnh phúc, được một người hiền thúc lại đoan trang sợ em dẫn dối.
nhẹ mát lòng vui khi cánh diều bay cao du tận xa vời. Oh,
dịu dàng. Anh Dũng, là những kỷ niệm ngày nào hai đứa mới quen. Còn giờ đây thì hết đợi hết chờ, giấc mộng đẹp ấy đã tan tành theo mây khói. Dũng ơi, làm sao em được trở về để gặp lại nhau đây? Hoa Dương, em có sao không? Hoa Dương, em không sao. Chị cũng vậy. Nhưng giờ đây chị em mình đã bị giam trong động thủy yêu, biết phải làm sao bây giờ? Chị dịu dàng, chắc là mình phải phân thay.
Dương em chị. Lương tâm mà. Kìa, tên thủy quái hung hăng kia, mày định làm gì chúng tao? Ta sẽ giết hết cả bọn dân chài, để ta ung máu tăng cỏ tuổi đời. Nhất là trung bày bạo gái trinh quyên uống vào kẻ ra. Hỏi tên hung bạo nhớ đến kêu gào, trời sẽ không dung quỷ dữ ác hung. Trời cao có mắt quả báo nhặt tiền, ác lại ác báo người giết người hiền. Trời sẽ không tha hoàng mãi kiếp mà người có biết không. Ta đây không sợ sống trần mang rợ, được uống máu tươi tăng bỏ sống lâu. Thủy quái, người hãy giết ta đi và hãy tha cho những lương dân vô tội kia. Không, không bao giờ ta bỏ qua cơ hội uống máu người để được sống lâu năm. Đúng là loài quỷ quái chỉ biết hại người. Và người đầu tiên mà ta chọn chính là mi đây, một thân nhà đường kiếm tuyệt vời. Nếu uống vào máu tươi tăng tuổi thọ sức mạnh lại gấp đôi. Hỡi loài quỷ quái, mi nhớ cậy vào ở nơi tà phép, giết hại dân bình gây bao đổ thác cho muôn ngàn sanh linh. Ta sẽ liều chết cho nhà ngươi. Hãy đem giam con này cùng bọn người dân kia chờ ta hành quyết. Hoa Dương, Hoa Dương, Hoa Dương, ta sẽ lấy máu mì uống thay rượu, thay rượu. Cha, khoan đi cha. Kìa, Thủy Gàn. Dạ. Tại sao con lại ngăn cản? Dạ thưa cha, tại vì con đã yêu nàng đó rồi đó cha. Hả? Con nói sao? Dạ. Con đã yêu nàng này à? Dạ phải đó cha. Lần trước con đi dạo chơi trên bãi biển á, tình cờ cái con gặp nàng này nè. Sắc đẹp của nàng đã làm cho con ngây ngất. Vì vậy cho con mới... Vì vậy con mới bị người ta đánh trọng thương rồi chạy về thủy động cầu cứu. Có phải vậy không con? Cha, con yêu nàng này thật mà cha. Nè, cha hãy ban nàng này cho con làm vợ nha cha. Thủy Gà. Tại sao con lại yêu nàng con gái xa lạ ở trần gian chứ? Trong khi ở thủy động của ta thiếu gì người đẹp. Nào là những nàng tiên tôm cá, nào là những tiểu thơ ốc hến hiu sò. Sao con không chọn? Con lại chọn nàng này chứ? Những nàng ốc hến nghiêu sò thi động ta tuy đẹp nhưng mà cũng không thể qua nàng được. Nàng đẹp mà lại hiền diệu, chớ còn như cá ốc cua, đúng vào nó kẹp đau lắm. Thương con cha hãy nhận lời. Thôi được rồi, con trai yêu quý, con muốn cha cũng yêu quý. Dạ. Cha cho con được tội nguyện. Dạ con xin cảm ơn cha, con cảm ơn cha nhiều, con cảm ơn cha nhiều. Con thương cha quá, con thương cha, con thương cha, con hung cha chàng cãi đi, con mừng quá. Cho con hung cha cãi đi, con thương cha mà. Dạ con cha. Thôi được rồi. Dạ. Con hãy ở đây mà tâm sự với nàng. Cha vào trong. Cha đi hen. Đó. Vừa rồi nàng có nghe cha ta nói không? Cha của ta đã ban nàng á, ban nàng cho ta rồi đó. Thủy quái, mi muốn gì? Nè, sao nàng gọi ta là thủy quái vậy? Nàng hãy nói yêu ta đi, nói yêu ta bằng lời êm ấm, chứ phụ lòng ta. Ta gian xin cha ta cho nàng cho ta rồi mà, để cho nàng được sống lại đó. Đừng giả giọng nghĩa nhân nữa, khiến cho Lộc đã thêm chán ghét. Nàng đã biết cha vì ta không giết nàng, còn cho chúng mình gá nghĩa tàu khang, thì mãi đây anh chồng em vợ
nàng chớ chối quanh vô ích, vì nơi đây là động Thủy Dương. Chỉ có một con đường yêu ta nàng mới sống thôi. Đến đây với ta. Không. Đến đây với ta. Không bao giờ. Đến đây với ta. Đến đây với ta. Đến đây với ta. Không được. Sao nàng hỗn láo vậy? Sao nàng dám hỗn láo với ta? À, nàng dám hỗn láo với ta là nàng phải chuốc lấy hậu quả thôi. Nàng phải chuốc lấy hậu quả thôi. Đẹp quá. Ôi trời ơi. Đẹp quá. Rất đẹp quá. Dũng, em ở đây cứu Dịu Dàng. Anh đi tìm cứu Hoa Dương và ngư dân đang bị nhốt. Dịu Dàng, Dịu Dàng, hãy tỉnh lại đi. Có anh đến cứu em đây. Dịu Dàng, hãy tỉnh lại đi. Đứng lại. Thằng nhãi con to gan thật. Dám đột nhập vào thủy động của ta. Dạ bẩm Thủy Dương, chính nó vừa giết chết Thủy Gàng đó. Giết chết con trai yêu quý của ta. Vậy thì mi sẽ cùng với bọn ngư dân kia làm mồi cho ta hút máu. Thôi, hỡi tên quỷ quái độc ác, ta đến đây quyết sáng bằng thủy động của chúng mày. Tất cả thủy yêu, hãy giết tên tiểu tử này cho ta. Con nhỏ chơi bọn ngư dân kia cho ta. Dương, chị Dịu Dàng không nhốt chung với em sao? Chúng nhốt chị ấy ở một chỗ riêng, chờ lấy máu tế vong hồn con của Thủy Chúa. Bọn chúng thật là độc ác. Rồi đây tới chúng mình và các ngư dân kia cũng phải hồn lìa khỏi xác. Ôi trời cao, tôi phải làm sao? Đổi máu tim tôi ngồi khổ cho
tim nhân nghĩa đã thắng tà pháp của ta. Thế Dương! Dân làng ơi! Chúng ta đã diệt được Thế Dương rồi! Bài học nhân ái tình người lưu mãi cho đời bằng chứng tích hồn phụ tử. Được nghe cô Xuân kể lại sự tích hồn phụ tử, tôi cảm thấy hài lòng lắm rồi. Còn bây giờ thì tôi xin mang phép chia tay và